tăng vụt vụt như thế, ngân hàng nào nó cũng tăng lãi suất như thế. Đấy, rồi tôi bảo thế nào cũng có một ngày là có ngân hàng nó phá sản cho mà xem. Ông phải tại nữa. Tôi nói cho mình là tôi đồng hồ muốn trí tử trí phạt thiệt là ông á. Có cái suy nghĩ gì cả. Dài hàng không? Nghĩ quá thì lên đường lên kia rồi. Là coi như mình số 3 rồi, hiểu chưa? Thấy chưa tôi bị nhận được. Không có đi hồ cả đi bộ không đi cả đi. Hai một tỷ có tốt hai một tỷ đi đâu vậy? Hai một tỷ.